Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào chân như để chứng, chẳng thể dựa vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn niệm trụ để chứng, chẳng thể dựa vào bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào thánh đế khổ để chứng, chẳng thể dựa vào thánh đế tập diệt đạo để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn tịnh lự để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn vô lượng để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn định vô sắc để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào tám giải thoát để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào tám thắng xứ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào chín định thứ đệ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào 10 biến xứ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn giải thoát không để chứng, chẳng thể dựa vào pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào năm loại mắt để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào 6 phép thần thông để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn tam ma địa để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn đà la ni để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào 10 lực Phật để chứng, chẳng thể dựa vào 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào quả dự lưu để chứng, chẳng thể dựa vào quả nhất lai bất hoàn a la hán để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào quả vị độc giác để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào trí nhất thiết để chứng, chẳng thể dựa vào trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để chứng. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc tức là trí nhất thiết trí, thọ tưởng hành thức tức là trí nhất thiết trí.